Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh audio review sách của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn quyển sách Tin ở nỗ lực, Gược ở trái tim, xây dựng thương hiệu cá nhân và biến nó thành sự nghiệp. Tác giả Patricia Bryce. Hãy luôn nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ đoán trước được diễn biến tiếp theo trong câu chuyện đời mình. Những thành tựu của tôi không đến dễ dàng chỉ trong ngày 1, ngày 2, nhưng nó sẽ đến với tôi và cũng sẽ đến với bạn. Bạn là người nắm quyền kiểm soát. Với cuốn sách Tin ở nỗ lực, Gược ở trái tim của tác giả Patricia Bryce, bạn sẽ được truyền cảm hứng bởi những câu chuyện có thật và những bài học bổ ích đến từ chính cuộc sống của tác giả, giúp bạn trở nên mạnh mẽ, tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn. Bạn có thể mua ngay quyển sách này qua đường liên kết tôi đặt trong phần mô tả. Cảm ơn. Bắt đầu mở một kênh YouTube hồi còn học đại học. Giờ đây, Patricia Bryce đã sở hữu một trong những kênh YouTube về phong cách sống phát triển với tốc độ nhanh nhất ở Anh. Tuy xuất thân trong ngành tài chính, nhưng cô hiện là một người sáng tạo nội dung với hơn 3 triệu người theo dõi trên toàn thế giới. Cô đồng thời là đại sứ cho nhiều thương hiệu bao gồm Mac, L'Oreal, Diet Coke. Cuốn sách được trình bày dựa theo trình tự thời gian kể từ khi tác giả có công việc đầu tiên vào năm 14 tuổi, đến những thất bại đầu đời và những khó khăn khi cô ấy gặp phải trên chuyến hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân. Và từ đó, độc giả sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân tác giả cũng như những bài học được rút ra trong quá trình xây dựng sự nghiệp ấy. Bên cạnh việc kể về cuộc sống của chính bản thân mình, cuốn sách này còn là một cuốn sổ tay với những bí mật hay những kinh nghiệm đắt giá mà bạn phải thốt lên rằng ước gì mình biết tới chúng sớm hơn. Hơn thế nữa, bạn còn có thể tìm thấy ở cuốn sách là top list những cuốn sách bạn nên đọc, mà chính những cuốn sách ấy đã giúp tác giả rất nhiều trong hành trình của mình. Cuốn sách thậm chí đã làm thay đổi nhận thức lẫn hành động của rất nhiều bạn đọc. Brand manager người Việt Đặng Trần Tâm, Đặng Trầm đã rút ra một bài học từ cuốn sách rằng mình nên nghiêm túc nhìn nhận lại xem đam mê đóng vai trò như thế nào trong cuộc đời mình. Và nếu mình có thể giúp mình kiếm được tiền, thậm chí nhiều tiền hơn cả công việc chính, thì có lẽ nó cũng xứng đáng nhận được một chút thời gian lẫn tâm sức của mình. Và khi đã xác định được mình cần phải dành thêm thời gian cho nó, hãy xem những gì học được từ cuốn sách đã giúp cho cuộc đời mình thay đổi. Cuộc sống chẳng bao giờ là đường thẳng tắp, nó là một đường zig zag. Hãy xem mọi trải nghiệm, dù là tốt hay xấu, là một bước đệm cần thiết để đưa bạn đến với những cơ hội mới. Tin ở nỗ lực, Gược ở trái tim dành cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Ngay cả khi bạn không hề có ý định bước chân vào ngành thời trang, làm đẹp hay xây dựng phong cách cá nhân và trở thành một influencer, thì cuốn sách này vẫn vô cùng đáng giá. Vì nó không chỉ viết về cách xây dựng thương hiệu mà còn là những bài học được đúc rút trong chính xã hội ngày nay, như networking hay việc chuẩn bị trước khi đi phỏng vấn, tính nhẫn nại và niềm tin vào thành công. Giới hạn của bạn nằm ở cách bạn nhìn bạn nhận bản thân. Hãy thách thức những quan điểm ấy và rất có thể bạn sẽ bất ngờ trước những thứ mình có thể làm được. Mỗi khi gặp phải chướng ngại, có thể tôi sẽ nản chí trong chốc lát, nhưng rồi tôi sẽ vượt qua và kết quả còn tốt hơn cả tôi mong đợi. Đôi khi, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là nỗ lực vượt qua khoảnh khắc nản chí ấy. Bạn đang nghe audio review sách Tin ở nỗ lực, Gược ở trái tim. Audio này được tài trợ bởi trang web thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Và bạn có thể mua quyển sách này qua đường liên kết tôi đặt trong phần mô tả. Cảm ơn. Trước khi bắt tay vào thực hiện,
chúng ta cần nắm rõ những quy tắc, bởi đây mới chính là những bước đệm để bạn xây dựng nên trang cá nhân của bạn. 1. Đầu tư vào nội dung là điều tối quan trọng. Chưa cần quan tâm tới những chiếc camera sang chảnh hay ánh sáng, phông nền, điều quan trọng và nên ưu tiên trước nhất là nội dung. Nội dung chính là yếu tố đưa bạn tới khán giả, và việc khán giả của bạn có quan tâm tới sản phẩm hay điều bạn đang nói hay không còn tùy thuộc vào nội dung ấy hấp dẫn đến mức nào. Vì vậy, lời khuyên của tác giả chính là hãy thử đặt mình vào vị trí của người xem và tự hỏi là tại sao tôi lại muốn xem video này? Nó có thể giúp đỡ, khuyến khích hay đơn giản chỉ là giúp tôi giải trí như thế nào? 2. Xuất hiện. Hãy xuất hiện với một sự nhất quán từ nội dung, thể loại hay chủ đề. Và hãy xuất hiện thường xuyên, đừng để nhiều tuần hay nhiều tháng mới đăng nội dung mới. 3. Hãy như Madonna. Một khi bạn đã định hình được cá tính và không gian cho riêng mình, đó là lúc nghĩ đến thay đổi và phát triển. Thật ra, đó là điều thiết yếu. Bạn cần phải luôn đổi mới để theo kịp thời đại như Madonna vậy. Những quy tắc khác bao gồm cất tiếng nói của riêng bạn, bạn không cần trở thành nội dung của chính mình, vân vân và vân vân. Bí quyết để xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Tôi cá là bạn sẽ hứng thú với phần này. Và quả thực, Patricia Bryant đã không làm chúng ta thất vọng. Để tóm tắt về nội dung phần này, tôi sẽ chỉ nói một từ thôi: tuyệt. Bởi tác giả đã viết những nội dung hay nhất luôn xuất phát từ trái tim, bởi nó có khả năng khơi gợi cảm giác và xúc cảm trong bạn. Không chỉ mỗi chương này mà cả cuốn sách đều được tác giả viết bằng trái tim. Và chính điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi cũng như rất nhiều bạn đọc khác. Lên ý tưởng nội dung. Dưới đây là 3 bí quyết của tác giả giúp bạn tập trung vào sự sáng tạo cho riêng mình. 1. Xác định những sự kiện và ngày cụ thể có liên quan đến bạn và khán giả của bạn. Hãy ghi chúng lên một tấm lịch tường hoặc một trang tính để bạn có thể nắm bắt được tình hình và có thể kiểm tra thật nhanh khi cần cảm hứng làm nội dung. Hãy nhớ rằng nguồn cảm hứng có ở khắp mọi nơi. Hãy tập thói quen khi ra mọi thứ như hình ảnh, mùi hương, âm thanh, bất kỳ thứ gì thu hút sự chú ý của bạn và có thể kích hoạt dòng chảy sáng tạo trong bạn. Hãy ghi lại tất cả mọi thứ. 2. Hãy dành riêng một khoảng thời gian cho phép nguồn cảm hứng đến với bạn. Tìm một không gian yên tĩnh, nơi bạn có thể ngồi yên lặng và suy nghĩ về những ý tưởng của mình. 3. Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng hay dùng bí quyết đó là luyện mắt, luyện đọc để có thể lên ý tưởng cho nội dung. Ở đây, luyện mắt và luyện đọc có nghĩa là bạn sẽ dành ra 15 phút mỗi ngày để tham khảo cũng như tìm nguồn cảm hứng ở những trang báo trên mạng hay các bài viết trong các cuốn tạp chí liên quan đến nội dung mà bạn định hướng tới. Nếu như bước đầu tiên là brainstorm ý tưởng, thì bước tiếp theo hẳn sẽ là lên kế hoạch. Độc giả của bạn cũng sẽ thích thú hơn về một trang cá nhân có sự sắp xếp khoa học và hợp lý. Đồng thời, bạn cũng sẽ không cảm thấy bị rối mỗi khi chọn một ý tưởng cho tuần này trong một đống ý tưởng đang chờ để lên sóng. Mấu chốt ở chỗ này, dành thời gian để nghĩ về những chủ đề hoặc đặc trưng theo mùa, nghĩ về những điều quan trọng đối với mình, nghĩ về những thứ khán giả muốn xem và hoạch định chúng thành một lịch trình rõ ràng. Bạn không cần phải đổ một đống tiền vào việc đầu tư những trang thiết bị và máy móc đắt tiền. Khán giả của bạn vẫn sẽ xem ngay cả khi video của bạn không đủ sắc nét đến hoàn hảo. Điều quan trọng là nội dung của bạn truyền cảm hứng đến mọi người chừng nào. Hơn nữa, các thiết bị điện tử khác nhau như điện thoại cũng có nhiều công dụng vô cùng và chất lượng thì cũng không kém những công cụ cao cấp kia là mấy. Nếu bạn thấy cần phải đầu tư thêm để đáp ứng nhu cầu của bản thân cũng như công việc kinh doanh thì hãy cân nhắc việc tìm một người có thể chỉ dạy bạn thật bài bản.
Bạn đang nghe audio review sách Tin ở nỗ lực, cược ở trái tim. Audio này được tài trợ bởi website thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Hãy lên một kế hoạch cho chiến lược chinh phục mạng xã hội của bạn. Điều này có nghĩa là mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ làm, bạn có thể dành ra 10 phút suy nghĩ và chuẩn bị những thứ bạn sẽ làm khi có cả một ngày hoặc một buổi chiều rảnh rỗi. Và đến khi cuối tuần, bạn sẽ không cần phải nghĩ rằng hôm nay mình nên làm gì. Thay vào đó, bạn thức dậy và đã sẵn sàng bắt tay vào việc. Suy cho cùng, khán giả luôn là mục tiêu quan trọng mà chúng ta cần hướng tới. Bởi kênh hoặc trang cá nhân của bạn có phát triển được hay không đều nhờ những người bạn đồng hành ấy. Tạo một trang phong cách cá nhân của riêng mình vì niềm vui và niềm yêu thích của bản thân. Nhưng bạn cũng đừng quên rằng khán giả của bạn cũng có cảm xúc và suy nghĩ. Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Trước khi nghĩ tới việc bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhờ kênh YouTube của bạn, thì hãy nghĩ tới việc làm thế nào để nâng cao khách hàng của mình lên một tầng cao mới. Hãy tìm hiểu xem khán giả của bạn thích gì, tại sao họ lại đến hay điều gì khiến họ gắn bó với kênh của mình. Là những influencer trên mạng xã hội, hãy xem bản thân như một người cung cấp dịch vụ cho người xem và tạo ra nội dung cho những người thích chúng. Nghe thì có vẻ rất khó, nhưng bạn cứ yên tâm. Cô nàng Patricia sẽ giới thiệu cho bạn đầy đủ những công cụ và những lời khuyên để tăng giá trị cho khán giả của bạn, cũng như tăng lượt tương tác cho kênh của bạn. Và đến khi thực hiện, bạn sẽ thấy điều này dễ dàng vô cùng. Tôi thích nói rằng thước đo giá trị của bạn chính là thành quả công việc gần đây nhất của bạn. Và khi nghĩ lại thì đây là một suy nghĩ khá phóng túng. Bạn vừa mới thử nghiệm một thứ mới và nó cho kết quả không tốt lắm. Hãy cố gắng làm tốt hơn vào lần sau, luôn cải thiện và phát triển không ngừng. Hãy thử thách bản thân. Nếu bạn có thể mang lại giá trị cho một người hoặc một thứ gì đó, bạn sẽ luôn là người thành công. Tôi tin rằng sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ được truyền cảm hứng mạnh mẽ để bắt tay vào những điều bạn yêu thích và mong muốn làm việc, cũng như mang lại giá trị cho mọi người xung quanh. Audio review sách Tin ở nỗ lực, cược ở trái tim đến đây là hết. Bạn có thể mua sách qua đường liên kết tôi đặt trong phần mô tả. Cảm ơn.